bia luôn đi. Hào á. Đây hào bán sao vậy? Hào bự á hả? Hào bự là 125 á hả? Có hào vĩ đại hả? Dạ, là con hào lớn. Vĩ đại là hào. Hào sữa chứ đi. Họ hào sữa là gì đó nhiêu rồi nè? 59.6 con. Hào sữa nó cỡ nào? Nói vậy. Nói vậy hả? Hào sữa chứ đi em. Hào sữa một tàn lên hào nướng hoa hành gì đó. Hai phần. Mừng không? Ở đây nhìn đây. Ủa ở đây mình có tính tiền bằng thẻ không ta? Có luôn không? Để mình lấy gì vậy? Hào chứ đi em, hào hào sữa chứ đi. Em coi là 59.6 con. Nhưng mà cái hai phần này một phần dưới nó hàng một phần này tại là một phần xong. Ồ đây có bán bầu ngư nữa nè. Bầu ngư nó làm cái gì á? Dạ bầu ngư mình nấu cháo, sốt thịt hào đông cô. Ăn sống. Sốt thịt hào là có cải thề chứ nấm đông cô. 135.000 một con. Bự không em? Ừ thử bầu ngư coi, chưa ăn bầu ngư bao giờ. Cháo. Biết ăn ngon không? Cái đó bầu ngư nấu cháo. Nó có sống không ngoài đây không? Sống chứ, sống ngoài hồ luôn à. Chút nữa qua coi đi. Ừ rồi. Là bồ lấy 2 con hay là lấy 1 con, nãy anh kêu hai dĩa yêu sữa rồi đó. Hai dĩa yêu sữa rồi không em? Cái mỡ hành với lại cái này nãy em kêu là hào, hào sữa. À hào, hào. Sữa là một hào sống. À lộn lộn. Chứ một con bầu ngư nấu cháo, còn cái này là nghiêu sữa khác. Ok ok ok, lộn anh lộn. Ở đây có sầu huyết bự không nè? Sầu huyết nhỏ, sầu huyết bằng nhỏ. Ờ nhỏ. Sầu huyết còn không có hàng anh. Ăn mấy cái bự mới lạ. Mấy cái đó làm nhanh được không nè? Cái hồi nãy hai món đó. Cá đi từ từ coi. Không hết 135.000 hả? 135.000 con ăn đủ không giờ? Cái này là con gì? À cua tôm Alaska. Cái đó là triệu vàng ký hả? Con này thì bữa ăn ở ngoài Phan Thiết rồi. Cái này là tôm hùm nhỏ hả? À. Oh. Chú biển hả? Chú biển này ký mấy con nè? Ký khoảng 10 con. Cái này ngon á, bự á. Cái này ăn một con là nó đáng, tại vì thịt con nó dai. Này sòi dương hả? Cái này là hai sòi nè. À rồi rồi. Rồi. Nào con bự. Lấy nửa ký này đi. Mình lấy. Đây đây rồi. Hả? Một lạng. Thì con này hơn lạng nè. Nửa ký mấy con hả? Nửa ký là tầm khoảng, nếu mà con cỡ gì khoảng 5 con à.
tự ký không? Dạ. Ok. Cô bắt vậy luôn á hả? Dạ bắt căng luôn rồi. Rồi rồi ok. Rồi rồi rồi. Thôi ai cho bắt luôn đi. Đúng rồi. Đúng rồi nè. Đúng rồi, căng chỉ cái kia. Rồi căng cái chỉ. Ủa, được. Cái này bữa ăn ở ngoài Phan Thiết rồi mà. Cái này bữa. Bữa ăn. Ở đây năm trăm rưỡi nha con. Đã không? Đi quanh kia hết chỗ rồi. Hay là thế này. Wow, đã không? Em cua này là tôm này tôm gì á? Alaska. Dạ, cái này là Alaska. Triệu ba 1 kg. Quá đã luôn. Trên đó là 550 con. 550, còn ở trên là cua nhà kiên ráp à. Kiên ráp nó bán nhiêu ký nè? Kiên ráp là 1 kg hả? Còn nó chắc phải 3 kg. Con này 28 em luôn. Ăn lẩu thì chẳng có mẹ gì đó, cháo không có gì hết, bữa ăn đi rồi. Ô đã, tôi mày đã quá. Cua 560 hả? Cái này 56 hả? 56 cua này hơi nhỏ. Wow, cái nhám. Cái nhám là cá mập ngon. À, cái này cá trình, cá lăng. Ủa cá này cá gì em? Dạ. Cá này cá tầm. Cá tầm à, đúng rồi, cá tầm. À, đẹp luôn. Cá trình nè. Ở đã luôn. Con này ăn đã. Mày khoái con này hồi nãy là con này. Cá trên đó là cá bơm. À, cá bơm. Cái này hồi nãy là còi mai đâu? Còi mai 62.000 con. 62.000 còn con bự không? Nó làm nướng rồi thì nó nướng mà nó hơi teo rồi nhưng mà nó hợp lắm. Còi dương thì anh biết rồi. Quá đẹp luôn. Cá mau ớt. Ủa cá này cá mau ếch không em? Dạ đúng rồi. Giờ mới thấy cái mặt của nó đó. Đó cá mau ếch nè, quá dữ luôn. Cá mau ếch này nhiêu 1 ký vậy? Cá mau ếch này bao nhiêu 1 ký vậy nè? 59.000 á hả? À một lạng. Cái này nấu lẩu chua ăn ngon nè. Cái này 1 ký 2 con hả? Ờ, ghẹ này hơi nhỏ. Nè. Nào. Tưởng nó mỡ hành với lại một cái hào bồ tạc, một cái hào nó mỡ hành. Ok rồi gạch cái lá cái... tìm sâu coi gạch ra mấy thấy cái gì không, cái gì mà ốc còi còi hay còi nữa, một con baby 6 con. Em với anh làm mỗi người dĩa đi ha. Đúng giúp rồi có sức kia, không dĩa kia gọi với hai đứa nhỏ. Xong rồi cháu bồng ngư kìa, bồng ngư kìa. Không bồng ngư đâu, lần đầu tiên biết bồng ngư được con á. Thôi, cầm coi. Ủa bồng ngư nó có để cái vỏ mình coi hả? Nó đem nó bồng cái vỏ ra nó đúng không? Lần đầu tiên luôn á. Bồng ngư.
số kiểu hào xào lâu họ này nên đưa ra họ bỏ vô. Ờ, cháo này là nó sôi rồi, chút nữa ăn là bỏ vô không? Bỏ vô bao lâu? Xíu thì chị cho nó sôi sôi bụng để lát sôi thôi. Ok, ok rồi, ok. Anh chị tới đây chỉ cần ăn thôi, còn một người đem cho. Vậy luôn á hả? Rồi em bỏ vô đi. Anh nghĩ một con này chắc không đủ á hả? Đúng không? Coi thử cho biết. Đây ví dụ như một cái lẩu này khoảng mấy con vô được. Cái này tùy theo mình ăn thôi. Tại vì thường thường á là nếu mà khách đến mà nếu mà sếp ăn không có là đúng không? Tại vì lần đầu tiên anh ăn cái này ăn thử còn không có, mà hồi mà ăn sống cái này không được á, hào mình bỏ vô giỏng cũng được. Nếu thử một hồi là mình chỉ kêu hào kêu bầu ngư mình thêm ra đây bỏ vô thôi đúng không? Ok em, cảm ơn em. Rồi con hào này ăn sao thử coi, chờ con hào kia thử con hào này coi. Pha này trước. Con ăn biết hào ăn bồ tàn không? Rồi, chị có nước ngọt không? Được. Dắt miếng chanh vô này chứ? Không, không dắt. Chanh vô đây nè. Người một con thôi mà. Có biết ăn không? Nó là gì vậy? Sống. Ủa, hào sống. Oh. Sập tới mũi không hả? Merry Christmas. Mới có con mà thôi, đổi những cái áo rồi. Rồi bây giờ con thứ hai đi. Khoan, để cho nó xuống đó đã. Để xuống. Để nó xuống thứ hai đi. Mới có con rồi đó. Này, hào nướng mỡ hành. Hào nướng mỡ hành. 6 con. Bự ha. Đâu thử bóc con lên coi. Mang tiếng nó bé bi nhưng mà nó cũng to. Rồi, ở đây bán nó bằng ở ngoài đường luôn, ở ngoài chợ luôn. Thôi em cầm con lên ăn thử. Đây. Ăn sao? Ủa nó nướng sẵn rồi, ăn với nước chấm, nước mắm này phải không? Nhưng mà cái mỡ hành này là, cái hành này giống như nó làm trước á. Cháy à? Không phải, cái hành nè, nó bỏ vô dầu giống như nằm trước á, cho nên khi nó bỏ vô đây nó không có màu xanh. Nó bị nhũn không? Ngon không? Em mỗi người dễ ăn được ha? Anh hỏi em nè. Không phải đâu, cái này là con sò hai còi á. Hai còi. Có hai còi, chỉ vô cái còi coi, bóc con chỉ vô cái còi coi. Tại sao nó có hai còi? Đó. Nó có hai cái mỏ. Ủa cái này là hai cái mỏ nè. Hai súng. Hai cái này. Hai là mập. Mẹ hả? Rồi bóc ra ăn thử con coi. Không có được, ăn nguyên con thử luôn đi. Mập á, sẵn nửa con cũng được. Ngon không? Mới giờ khi chiếc lên từ đó, mấy anh ở trên là mấy anh vớt xuống đó, đó còn sao nữa. Mấy anh vớt vớt luôn nhé. Đầu ngư không? Rồi chín rồi không?
Lấy cái lược cho mẹ ơi. Wow, mấy con này nhìn cũng đẹp quá ha. Không, không ai. Đâu để xuống cầm con lên thử coi, ngon không? Ở đây nó không ngon. Con cháy nè. Con nào đẹp đẹp á. Wow, ngon quá này, mỗi người có ăn dĩa này ăn ngon luôn á, dưới nãy em kêu thử con 100.000 thôi. Nhìn ngầu luôn á, ủi rồi nè. Qua bên phải xíu nữa là thằng đá gốc. Rồi mỗi người đúng không? Đây lòng hồng nè. Cháo đi chơi đó là bầu ngư. Bầu ngư, nhưng mà không thấy bầu ngư đâu hết. Ngon không? Ngon không? Ngon chứ không? Con sao ngon. Hôm nay thử thách Noel mà. Coi kỹ đây nè. Cái nó có đỏ đỏ này là gì? Giống thời điểm, thơm không? Thù tươi không? Nè, ghẹ lại một luôn nè, thấy chưa? Làm dữ ta. Để nó nhớ cho mày bắt không? Đó, nhìn kỹ kìa. Ồ, kìa cái. Nó quay lên, ta dùng cái vậy. Ok, được đó. Ôi, ngon đó. Quay lại coi. Được á. Con này gần nửa tiếng. Con này nó có trứng khô. Anh xui gì vậy? Không có trứng hả chị? Lấy một đợt chị có trứng. Có nhiều người đã bức thành được nhiều chú bảy lấy con thật chú bảy con nào mà thịt chắc thịt được rồi hỏi bằng trứng gì đó con tự con cái rồi con cái rồi mấy con. Cá mập nè em. Cá
mở rồi đó, ghẹ của bên nè, ba lạng phải dữ luôn, hấp tại chỗ thấy chưa, tươi ngon không? Bốn con này chắc hay lắm. Mỗi đợt về một con một loại luôn. Ừ, thích là con bự bự á, nó hình nó nhiều á. Ừ, ok, vậy đi. Bốn con từng đợt. Trăm gram hả, một con. Rồi hôm nay cho mẹ nó coi như là ăn từ đầu tới cuối luôn nè, ăn mà không hết trả tiền. Lông búp chưa? Ở trời luôn á. Rồi. Heo hai còi, nửa ký, xà lông,
1/4 kg. Tính ra mấy món tất cả ra. 7 món rồi hả? Rồi thôi trả tiền. Kết thúc một mùa Giáng sinh trong lạnh lẽo. Bao nhiêu tất cả nè? 1 triệu 3. Ok.